Trong tập trước, Lập Đen tại bên trong Trụy Ma Cốc gặp lại Lệnh Hồ lão tổ cùng vị nữ tử là sư tỷ của Nam Cung Uyển, nhưng lúc này cả hai đang bị Nam Lũng Hầu, lúc này đã bị cổ ma đoạt xá đuổi giết. Nghĩ đến tình đồng môn năm xưa nên Lập Đen ra tay ứng cứu. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Thân hình Nam Lũng Hầu bây giờ đã ở ngoài vòng vây, hai tay cắm sâu vào lồng ngực hai con khôi lỗi bị cụt một tay rồi rút ra. Mặc dù khôi lỗi không có trái tim nhưng vì bị phá hủy quá nghiêm trọng nên lập tức mất đi khống chế, từ trên không trung rơi thẳng xuống. Nắm tay Nam Lũng Hầu cứng rắn đến mức mà thân thể hồ yêu khôi lỗi do Hàn Lập cất công luyện chế ra cũng không cách nào ngăn cản được. Bất quá một kích này của Nam Lũng Hầu cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Mục tiêu chính thức của hắn tự nhiên là thân thể còn chưa kịp khôi phục hành động của Hàn Lập. Bởi vậy sau một kích hủy diệt hai con khôi lỗi thì động tác không dừng chút nào. Không đợi mấy con khôi lỗi khác tiếp tục bao vây thì hắn đã tới ngay trước người Hàn Lập, không chần chờ vung quyền đánh ra. Pháp lực của Hàn Lập vẫn vô pháp để khởi, nhưng khi nhìn đôi quyền đầu bao bọc đầy ma khí của đối phương thì lại không hoảng sợ chút nào, ngược lại còn lộ ra một tia quỷ dị. Nam Lũng Hầu thấy vậy, trong lòng kinh nghi thầm nghĩ liệu Hàn Lập có dụng ý gì, thì ngay sát phía sau nổi lên thanh âm của vô số đạo tiêm truy bạo liệt. Nam Lũng Hầu cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, nắm tay thu lại, thân hình quỷ dị nhoáng một cái, tạo ra vô số đạo tàn ảnh, chân thân nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng. Mà chỗ hắn đứng ban đầu đã bị vô số đạo chảo mang màu xanh chụp xuống, xé nát tàn ảnh. Tiếp theo lục quang chớp động, một con quái vật lông xanh, mặt tượng khô lâu hiện ra lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Lũng Hầu không nói gì. Đó chính là thiên tuyệt ma thi mà Hàn Lập lặng lẽ thả ra. Nam Lũng Hầu chỉ chú ý tới đám hồ yêu khôi lỗi nên nhất thời bỏ qua ma thi ẩn nặc một bên, thiếu chút nữa hắn đã bị đánh lén thành công. Luyện thi, Nam Lũng Hầu sau khi thấy rõ ràng ma thi thì có chút ngoài ý muốn, kêu lên tiếng. Lúc này hồ yêu khôi lỗi còn lại trong nháy mắt đã quay về xung quanh Hàn Lập, còn Hàn Lập thì đột nhiên giơ hai tay lên, năm ngón tay duỗi ra, kim quang trên một tay chợt lóe lên rồi một đạo kim hồ thô to xuất hiện cùng với âm thanh ầm ù. Trên tay kia thì có một đoàn tử sắc hỏa diễm nhỏ vô thanh vô tức lơ lửng. Làm xong hết thảy, Hàn Lập mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn ma hồn một cái. Nam Lũng Hầu thấy vậy, trong mũi khẽ hừ một tiếng, hắn biết đối phương đã khôi phục việc khống chế pháp lực nên tấn công dồn dập không có cơ hội nữa. Ngoài ra khiến cho hắn kiêng kỵ chính là đối phương đã xuất ra rất nhiều ích tà thần lôi rồi mà vẫn chưa hết. Hắn nhớ rất rõ ràng rằng trước khi bản thân bị phong ấn thì mặc dù ích tà thần lôi đối với cổ ma bọn họ có khả năng thương tổn thật lớn nhưng bảo vật loại này thực sự rất hiếm thấy, thần lôi nhiều lắm cũng chỉ xuất ra được một hai lần mà thôi. Nếu không thì lúc đó cổ ma bọn họ đến nhân giới làm sao có thể nhất thời vô địch được. Nhưng đối thủ trước mắt tựa hồ trong cơ thể có ích tà thần lôi cuồn cuộn không ngừng, hắn thi triển không hề cố kỵ, điều này thực sự có chút phiền toái. Càng làm cho hắn chần chừ chính là tay kia của đối phương đột nhiên cháy lên loại tử sắc hỏa diễm khiến hắn rùng mình. Mặc dù không biết hỏa diễm này là thứ gì nhưng vừa thấy thì hắn đã cảm giác được có gì đó rất nguy hiểm, chứng tỏ hỏa diễm kia không phải là loại bình thường. Về phần cơ quan khôi lỗi thì hắn không để tâm, dù sao mấy thứ đó một khi không đề phòng thì còn có thể khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nếu chính thức đánh nhau thì lại không có nhiều tác dụng lắm. Về phần luyện thi nọ, khí tức tuy có chút cổ quái nhưng nhiều lắm chỉ là thêm một đối thủ nguyên anh sơ kỳ nữa, không tạo ra uy hiếp. Ma hồn mới tranh đấu nhưng vẫn chưa hạ được đối thủ nên không khỏi suy ngẫm, đánh giá. Mà bên kia Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử vừa thấy Hàn Lập cùng Nam Lũng Hầu tạm thời dừng tay thì trong lòng nghĩ thầm, không dám trực tiếp chỉ huy cổ bảo tiếp tục công kích mà chỉ điều khiển ngũ sắc quang trụ cùng viên hoàn lơ lửng trên đầu Nam Lũng Hầu. Viên hoàn nọ không biết là bảo vật gì mà thấp thoáng phát ra thanh âm lúc lớn lúc nhỏ. Lúc này trong không trung phụ cận bỗng nhiên truyền đến một tràng âm thanh ầm ầm, Nam Lũng Hầu có chút ngoài ý muốn nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm màu xám trắng nổ tung rồi một đóa kim sắc trùng vẫn bình yên vô sự từ trong hỏa diễm vù vù bay ra. Con quỷ trào màu xanh nguyên bản ở bên trong đã biến mất không còn bóng dáng. Sắc mặt Nam Lũng Hầu khẽ biến, ánh mắt có một chút lo lắng. Mà trùng vân màu vàng nọ sau khi thoát vây thì lập tức bay thẳng đến chỗ Hàn Lập. Không nghĩ tới ngươi thực sự có không ít thần thông, xem ra chỉ dựa vào thủ đoạn bình thường mà muốn thôn vệ nguyên anh của ngươi thì có chút phiền toái. Nếu như vậy cũng chỉ có cách giết ngươi để vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Thân thể này cũng chỉ dùng tạm thời nên cho dù có bị phá hư hay không cũng chẳng sao cả. Sau khi trầm mặc một chút, khuôn mặt Nam Lũng Hầu hiện lên vẻ hung tàn nói. Theo sau hắn hít sâu một hơi, ma khí mênh mông từ trên người chợt tỏa ra, đồng thời xương cốt vang lên một trận thanh âm rắc rắc, thân hình chợt cao lên vài thước, cổ và hai vai biến dạng, phảng phất như có vật gì muốn xuyên lên. Vừa thấy cảnh này Hàn Lập liền ngẩn ra nhưng lập tức có phản ứng, hai tay đồng thời giương lên. Nhất thời trên một tay có mấy đạo kim hồ đan vào nhau rồi huyễn hóa ra thành một con cự mãng màu vàng đánh tới. Trên tay kia thì bắn ra một đạo tử sắc hỏa diễm nhìn rất bình thường. Đồng thời trong miệng Hàn Lập khẽ hô, trùng vân mới bay trở về cũng tiến tới. Còn đám hồ yêu khôi lỗi cùng thiên tuyệt ma thi thì vẫn đợi tại chỗ bất động để ngừa đối phương đánh lén. Bên kia Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử tự nhiên cũng không dễ dàng để cho Nam Lũng Hầu thong dong thi triển công pháp lợi hại gì đó.
Lúc trước đối phương chưa cần thi triển ma công đã khiến bọn họ ôm đầu chạy trốn như chuột. Một khi thi triển quỷ dị ma công xong thì bọn họ lại càng nguy hiểm. Lúc này hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời bắt quyết điểm chỉ về phía bảo vật trên không trung. Nhất thời ngũ sắc hào quang chụp xuống Nam Lũng Hầu sớm hơn so với công kích của Hàn Lập, còn viên hoàn màu trắng kia thì cuồng trướng hóa thành cực hoàn cỡ một trượng đánh xuống phía dưới. Ma hồn không chút để ý đến thế công này, hắc khí trên người nhất thời bao phủ thân hình vào bên trong. Kết quả khi ngũ sắc quang trụ vừa tiếp xúc với hắc khí thì chợt lóe lên rồi biến mất, phảng phất như bị cắn nuốt. Mà lúc này kim hồ, tử sắc hỏa cầu cùng với cự hoàn màu trắng đồng thời đánh tới. Trùng vân màu vàng hơi chậm hơn một chút nhưng vẫn theo sát sau. Lúc này ma hồn cũng không nguyện đứng yên chịu đòn, hắc khí rung lên, trong nháy mắt bắn về phía sau, độ tốc cực kỳ nhanh. Tất cả công kích được đám người Hàn Lập thao túng đuổi theo không rời. Nhất thời trong chốc lát chỉ thấy một đoàn hắc khí dài mấy trượng trên không trung chợt trái chợt phải cấp bách phi độn. Theo sau đó có một đạo kim hồ biến thành cự mãng cùng với hỏa diễm, cự hoàn, trùng vân đuổi theo không rời. Do tốc độ và lộ tuyến tránh né của ma hồn quá quỷ dị nên các ngón đòn công kích trên nhất thời không có cách nào đánh trúng mục tiêu. Bạch y nữ tử thấy vậy cũng không cam lòng mà tiếp tục khống chế ngưng quang bảo kính trong tay bắn ra một đạo quang ngũ sắc quang trụ không ngừng chụp xuống nhưng đồng dạng cũng chẳng làm gì được Nam Lũng Hầu. Tình hình một trốn một truy này trong nháy mắt đã qua một lát. Hàn Lập mặc dù dùng thần thức thao túng kim hồ cùng tử la cực hỏa nhưng mặt trong mày nhíu. Tiểu tử, ngươi nếu không có đòn sát thủ lợi hại khác thì ta khuyên ngươi nên chạy đi thôi. Cổ ma rất khác biệt so với tu sĩ nhân giới chúng ta. Chúng nó mỗi kẻ đều hung tàn háo đấu, ai cũng có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Mặc dù vừa giới đến đây đều không phải là cổ ma cao cấp nhưng tính tình vẫn rất hung hăng. Một khi nó quyết chiến thì ngươi cũng không phải đối thủ. Lão Phu còn chưa nghiên cứu chế tạo thành công nguyên anh khôi lỗi nên không muốn tống mệnh với ngươi đâu. Đại diễn thần quân đột nhiên truyền âm nói. Hàn Lập nghe lời này thì không có trả lời mà trên mặt chợt lóe lên vẻ tàn khốc. Sau đó đột nhiên hai tay rung lên, nhất thời một tràng âm thanh oanh minh xé gió vang vọng. Hơn 10 đạo kim sắc tiểu kiếm từ trong cổ tay áo bay ra. Trong nháy mắt chúng kiếm đã hóa thành hơn 10 đạo kim quang dài chừng một thước, di chuyển xung quanh thân hình hắn. Hàn Lập mặt không chút thay đổi, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Tất cả kiếm quang thoáng run rẩy vài cái rồi trong nháy mắt hóa thành hơn 100 đạo kim quang giống nhau như đúc, quang hoa đại phóng. Đi! Hàn Lập hai tay bắt quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng, hơn 100 đạo kiếm quang đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Trong nháy mắt Hàn Lập đã bày đại canh kiếm trận trước người. Di, kiếm trận, nguyên lai ngươi còn có thủ đoạn nữa. Như vậy đi, mấy lời vừa rồi coi như lão phu chưa có nói qua. Bất quá lão phu rất muốn nhìn xem cái kiếm trận này là thứ gì mà có thể khiến ngươi tin tưởng như thế. Đại diễn thần quân ngạc nhiên nói, là kiếm trận gì, tiền bối sẽ lập tức được biết. Nếu là bản thể cổ ma thì kiếm trận này có thể đả thương được đối phương hay không là việc khó nói. Nhưng nếu chỉ dựa vào thân thể tu sĩ nhân loại mà nó đoạt xá được thì không chết cũng phải chảy ra chóc vẩy. Sau khi bày bố xong kiếm trận, Hàn Lập thản nhiên trả lời, hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng đừng có khoác lác, cổ ma từ đầu đến giờ vẫn hoàn toàn dựa vào sức mạnh của nhục thân ma hóa đánh nhau với các ngươi, nó vẫn chưa thi triển ra thượng cổ ma công lợi hại đâu. Đại diễn thần quân cười lạnh một tiếng, không cho là đúng tiếp lời, nghe khẩu khí của lão chắc chắn như đã chính mắt nhìn thấy nhưng không phải lão chưa từng tiến vào trụy ma cốc ư. Hàn Lập trong lòng khẽ động, cố tình hỏi thêm một câu, phì, chưa từng thấy thì chẳng lẽ không thể nghe người ta nói qua hay sao? Năm xưa tu vi mấy vị hảo hữu của lão phu vào cốc mặc dù không bằng bản nhân nhưng cũng không phải là tu sĩ bình thường. Thế nhưng cho dù liên thủ thì cũng chạy thoát được có một người có thể thấy được ma công của cổ ma lợi hại thế nào. Đại diễn thần quân hừ lạnh, trong lời nói có ý tứ cảnh tình. Hàn Lập nghe vậy chỉ cười, đang muốn mở miệng hỏi thêm nữa thì trong hắc khí đang chạy trốn phía xa đột nhiên truyền đến tiếng giống đau đớn. Tiếp theo đại phiến hắc khí rung lên rồi hình thành một trận lốc xoáy khiến cho tán đi, lộ ra Nam Lũng Hầu bên trong. Lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử sau khi thấy rõ ràng đối phương thì sắc mặt nhất thời đại biến, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Đây là người sao? Nam Lũng Hầu xuất hiện trước mắt đã hoàn toàn biến thành một con quái vật hai đầu bốn tay. Trên cổ có hai cái đầu dữ tợn, một lớn một nhỏ, một trước một sau, còn hai bên đầu vai có bốn cánh tay dài quá gối. Cái đầu phía trước trên mặt hiện lên từng mảng màu tím, trên trán mọc một cái sừng trắng dài cỡ vài tấc. Nhưng từ mặt mày mắt mũi xem ra thì vẫn chính là cái đầu lúc trước. Nhưng cái đầu lâu phía sau thì nhỏ hơn cái trước một chút, đồng thời hoàn toàn mang bộ dáng yêu quỷ. Mặc dù trên trán cũng mọc sừng nhưng trên mặt đầy vẩy, diện mục hung dữ, đôi môi màu đen, phía trong có một cái lưỡi dài tầm một thước thỏ thụt không ngừng giống như độc xà. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là trên cái đầu này có hai con ngươi với đồng tử hẹp, lấp lóe hàn quang màu bạc, chẳng mang theo chút tình cảm nào. Không riêng đầu mà thân thể phía dưới cùng bốn cánh tay dài cũng mọc đầy vảy màu tím sậm, móng tay ở 10 đầu ngón tay thì trực tiếp mọc dài ra như xương cốt, liên tục hé ra hợp lại và lóe ra ngân quang, bộ dáng vô cùng sắc bén. Tình cảnh đáng sợ khiến cho lệnh hồ lão tổ cùng bạch y nữ tử không lạnh mà run, nhưng hai người đều là tu sĩ nguyên anh kỳ sống đã không biết bao nhiêu năm nên tự nhiên sẽ không vì vậy mà bị hù dọa đến chết.
Vừa thấy Nam Lũng Hồ sau khi hiện hình đứng ở tại chỗ bất động thì bọn họ không hẹn mà cùng chỉ huy bảo vật công kích tới. Ngũ sắc quang trụ chợt lóe, trong nháy mắt đã đem Nam Lũng Hồ bao vây vào trong. Lệnh Hồ lão tổ trong lòng mừng rỡ, nhân cơ hội này điều khiển cự hoàn màu trắng áp xuống. Biểu tình của cái đầu ma hồn phía trước không chút thay đổi giống như người chết, nhưng đầu phía sau thì khẽ nhếch miệng, lộ ra vẻ khinh miệt. Mắt thấy cự hoàn chợt lóe lên rồi xuất hiện trên đỉnh đầu công kích xuống. Bốn cánh tay ma hồn trong ngũ sắc quang trụ nhẹ nhàng vung lên, tử quang chớp động rồi một tay đã bắt lấy cự hoàn nọ. Động tác nhanh chóng, không chút trì hoãn. Lần này Lệnh Hồ lão tổ thực sự cả kinh, vội vàng pháp quyết tung ra một hồi. Quang mang của viên hoàn bắn ra bốn phía, run lên một trận muốn giãi ra nhưng bị bốn bàn tay to giống như thiết thủ căn bản không cách nào di chuyển mảy may. Đầu ma hồn phía sau nhen anh cười một tiếng rồi bỗng nhiên há mồm một cái phun ra một chất dịch màu đen như mực lên trên cự hoàn. Linh quang của cổ bảo nguyên bản lấp lánh nhưng khi bị hắc dịch phun lên thì gào thét một tiếng rồi biến mất, đồng thời nó cũng trở thành đen nhánh như mực và bắt đầu lóe ra ô quang yêu dị. Minh Dương Hoàn của ta! Lệnh Hồ lão tổ kinh hãi thất thanh kêu khi thấy cảnh này, thoáng cái lão đã hoàn hoàn mất liên lạc với cổ bảo, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Không ngờ ma hồn còn có biện pháp ô uế cổ bảo rồi cưỡng đoạt để sử dụng, thật sự làm cho người ta khó có thể tin được. Lúc này ba trong số bốn cánh tay của ma hồn đã buông ra, chỉ còn có một cái nhẹ nhàng huy vũ viên hoàn tạo ra một phiến huyễn ảnh trùng trùng điệp điệp. Hai cái đầu lâu cùng lộ ra vẻ hài lòng, không sai, không sai, ta đang lo trong tay có quá ít bảo vật, kiện bảo vật này đến tay thật là tốt. Đầu lâu phía trước mở miệng nói mấy câu, đồng thời ba cánh tay tìm kiếm trên người, sau đó quang mang chợt lóe lên, trong hai tay đã xuất hiện thêm một lá cờ màu đen cùng một cái tiểu kiếm lấp lái hắc mang, tay cuối cùng thì trống không, hắc hắc. Mặc dù hiện tại nhiều lắm cũng chỉ ma hóa được vài món bảo vật của tu sĩ các ngươi nhưng chừng đó cũng đủ để ứng phó rồi. Ma hồn cười âm hàn, mà Hàn Lập mới vừa rồi bởi vì phân tâm bày trận khiến cho tốc độ kim hồ cùng hòa cầu chậm lại, rơi lại phía sau. Kim sắc vệ kim trùng nguyên bổn đuổi theo không chậm nhưng vừa thấy ma hồn hiện ra hai đầu bốn tay thì có chút sợ hãi, không dám tiến lên mà chỉ xoay quanh tại chỗ không ngừng. Hàn Lập trong lòng cả kinh. Thông qua tâm thần tương liên, hắn tự nhiên có thể cảm thấy đám vệ kim trùng sợ hãi theo bản năng nên trong lòng nối lên một trận kinh nghi. Hơn nữa vừa thấy ma hồn sử dụng ma công hai đầu bốn tay thì hắn nhất thời nhớ tới Phạm Thánh Chân Phiến cùng với bức tượng yêu ma ba đầu sáu tay mà Thương Khôn Thượng Nhân cung phụng trong động phủ, không biết giữa ba người rút cuộc có liên hệ gì. Mà lá cờ trong tay ma hồn nọ đúng là cổ bảo mà lão giả họ Lỗ dùng để tạo ra cuồng phong, còn tiểu kiếm thoạt nhìn cũng rất quen mắt. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, Hàn Lập liền nhớ tới nó chính là một trong những cổ bảo bên cổ Tu Di Hài, không nghĩ tới đều bị ma hồn chiếm hữu sử dụng. Bất quá mặc kệ rút cuộc là có liên hệ gì, bây giờ tự nhiên không phải là lúc tìm hiểu căn nguyên. Nhiệm vụ trước mắt của hắn chính là phải dẫn dụ ma hồn tiến vào trong đại canh kiếm trận. Nghĩ tới đây sắc mặt Hàn Lập đột nhiên đanh lại, thúc giục đàn phệ kim trùng và ích tà thần lôi cùng hỏa cầu màu tím đồng loạt đánh về phía đối thủ. Ma hồn thấy vậy, hai cái đầu đồng thời phát ra tiếng cười quái dị rồi bỗng nhiên hai cái đầu trên cổ trao đổi vị trí. Cái đầu phía trước quay mặt về sau mà cái đầu sau lại quay về trước, không ngừng thò thụt cái lưỡi màu đỏ tía quỷ dị. Sau khi biến thân, ma hồn lạnh lùng nhìn chằm chằm công kích hùng hăng của Hàn Lập, hiển nhiên không có ý tứ né tránh. Bốn cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, đồng thời giơ cao ba bảo vật trong tay, nhất thời ô quang trên tiểu kiếm, pháp kỳ, lá cờ, viên hoàn đại phóng. Mắt thấy Hàn Lập cùng cổ ma chi hồn sắp xảy ra một tràng đại chiến, nhưng vào lúc này đột nhiên một trận quái hống như sấm sét từ xa truyền đến, tiếng giống kia cực lớn giống như cuồng lôi. Tựa hồ chủ nhân của thanh âm đang rất nổi giận, cuồng tính phát tác, cho dù đám người Lệnh Hồ lão tổ cách xa như thế nhưng khi nghe được thì bất giác tâm thần chấn động, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hàn Lập nghe được tiếng giống kinh người kia thì ngẩn ra, còn vẻ mặt hai đầu của ma hồn đối diện lại đồng thời đại biến, hắn đột nhiên thu lại bảo vật, thân hình thoáng một cái không chút nghĩ ngợi hóa thành một đạo hắc mang bay về phía sau, đồng thời trong miệng cũng phát ra thanh âm gần giống như tiếng huýt sáo dài, phương hướng của ma hồn chính là phương hướng nơi âm thanh kia truyền tới. Hàn Lập đầu tiên là ngạc nhiên, sau khi hơi chần chờ một chút thì giơ tay điểm một cái, tạm dừng thế công của Kim Hồ, Tử La Cực Hòa cùng Trùng Vân. Sau đó nhíu mắt nhìn ma hồn đã biến thành điểm đen, thần sắc có chút âm tình bất định. Hắn nhớ nếu không nhầm thì chỗ phát ra tiếng hống to kia đúng là nơi trước đó không lâu đã có khí lãng kinh người bộc phát ra và cũng là chỗ có ghi tiêu ký trên bản đồ trụy ma cốc. Chẳng lẽ nơi đó thực sự phát sinh chuyện gì? Bất quá ma hồn bay đi vội vàng như thế, hơn nữa miệng còn phát ra tiếng huýt gió hô ứng thì không lẽ còn có một cổ ma khác? Hàn Lập trong nháy mắt đã tự đánh giá một lượt hết thảy khả năng có thể xảy ra, vẻ mặt trầm ngâm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bạch y nữ tử cùng Lệnh Hồ lão tổ thấy ma hồn bỗng nhiên quay đầu bỏ đi thì trong lòng đồng thời thở phào, thần sắc trên mặt trở nên hòa hoãn. Bạch y nữ tử đối với việc ngưng quang bảo kính không thể vây khốn được Nam Lũng Hồ sau khi biến thân thì trong lòng luôn bất an, mà Lệnh Hồ lão tổ mặc dù mất đi một kiện bảo vật cảm thấy tức nuối nhưng cuối cùng tánh mạng vẫn giữ lại được thì trong lòng thầm kia may mắn.
Nếu không phải ở chỗ này gặp được Hàn Lập thì hắn cùng đại trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông thật sự lành ít dữ nhiều. Nguyên bản những tu sĩ cùng bọn họ đồng loạt vào cốc do không kịp đề phòng nên đều bị Nam Lũng Hầu móc lấy nguyên anh. Bây giờ mắt thấy ma hồn nọ không có khả năng quay trở lại thì Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng bay về phía Hàn Lập. Hàn Lập vừa rồi đã phô bày ra thần thông cực kỳ kinh người, hai người tự nghĩ bản thân không thể không nói một câu mà đã rời đi. Hàn đạo hữu, lần này lão phu cần phải đa tạ ân cứu trợ của đạo hữu, nếu không, lão phu khó mà thoát được kiếp nạn. Lệnh Hồ lão tổ chắp tay nói năng vô cùng khách khí, đồng thời xoay chuyển ánh mắt đánh giá Hồ Yêu Khôi Lôi cùng Thiên Tuyệt mà thì đang phát ra khí tức âm hàn bên cạnh Hàn Lập một chút. Trong lòng thầm than một tiếng, không khỏi có chút ghen tị nổi lên trong lòng. Đối phương tuổi còn trẻ mà đã có nhiều bảo vật cùng thần thông như vậy, sau này tiền đồ tu luyện thật sự là không thể hạn lượng. Xem ra lúc trước cùng đối phương đưa ra ước định viện thủ Hoàng Phong Cốc thực đúng đắn. Nếu đối phương chịu ra tay khi Hoàng Phong Cốc gặp phải đại kiếp nạn thì trong vòng ngàn năm cũng đủ để tự bảo vệ mình. Về phân sư tỷ Nam Cung Uyển, mặc dù trước đây nàng ta đã từng đụng chạm với Hàn Lập nhưng bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười tạ ân nói, thiếp thân cũng đa tạ đại ân cứu mạng của đạo hữu. Bạch Y nữ tử vẫn không thể bỏ được thể diện, thanh âm hơi chút lãnh đạm. Nàng sau khi chứng kiến thần thông của Hàn Lập thì đã hoàn toàn bỏ đi tâm tư báo thù hắn. Ân cứu mạng không nên nói tới, Hàn mỗ cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Bây giờ hai vị đạo hữu tính toán như thế nào? Liệu có hứng thú bám theo sau theo dõi tình hình một chút hay không? Hàn Lập chấn định khoát tay, triệu hồi hoặc thu vào trong cơ thể hoặc thu vào trong tay áo kim hồ cùng các đồ vật khác rồi mới không nhanh không chậm nói. Hàn đạo hữu nói giỡn rồi, tên đó quá lợi hại, cũng chỉ có tu sĩ nguyên anh hậu kỳ may ra mới có thể đối phó. Hai người bọn ta sao dám đuổi theo? Lệnh Hồ lão tổ không chút nghĩ ngợi cuống quýt lắc đầu. Bạch Y nữ tử không nói gì nhưng thần sắc trên mặt lộ ra vẻ đồng ý. Tuy trong lòng Hàn Mộ cảm thấy hứng thú nhưng nếu một người đi thì hơi liều lĩnh. Tại hạ và nhị vị hãy chia tay ở chỗ này thôi. Hàn Lập có chút tiếc nuối. Nếu có hai vị tu sĩ nguyên anh kỳ đồng ý đi theo thì hắn thật sự muốn xem ở phía xa xa kia rút cuộc đã phát sinh chuyện gì. Nhưng nếu có một mình thì hắn lại không dám mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không chờ hai người đối diện trả lời nữa mà ngẩng đầu lấp mắt nhìn nơi đang có tiếng giống to vẫn chưa dừng kia một cái. Kết quả thần sắc Hàn Lập đột nhiên đại biến, trở nên ngưng trọng. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư? Lệnh Hồ lão tổ vừa thấy Hàn Lập như vậy thì trong lòng giật mình, miệng vội vàng hỏi, đồng thời cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời xa xa quang mang chợt lóe, trên trời cao hiện ra một mảng dị quang hắc tử lưỡng sắc kỳ lạ, lưu chuyển lấp lóe không ngừng, che kín nửa bầu trời, mà ở bên dưới lại có một đám mây xanh biếc cuồn cuộn, rộng khoảng vài mẫu, đang di chuyển chậm rãi, đục vân và dị quang đan vào nhau truyền ra tiếng ầm ầm. Mà tiếng giống to xé gió kia đúng là từ trong đó mơ hồ truyền ra. Trong hắc tử lưỡng sắc quang mang kỳ lạ này toát ra ma khí ngập trời, vô cùng kinh nhân. Mà loại ma khí kia ba người Hàn Lập đều rất quen thuộc, giống như lúc khí tức do Nam Lũng Hầu hai đầu bốn tay phát ra. Nhưng mật độ ma khí hiện tại đang xuất hiện quá sức to lớn, khiến người ta khó thở. Làm cho Lệnh Hồ lão tổ biến sắc chính là hắc tử quang mang kỳ lạ cùng Lục Vân không lâu sau sẽ di chuyển tới chỗ bọn họ. Phúc thi độc vân, đó là độc công biến thành vân vụ của Ngụy đạo hữu. Tu sĩ bình thường dính phải là chết ngay lập tức. Ta đã từng thấy Ngụy đạo hữu sử dụng qua một lần. Bạch Y nữ tử vừa nhìn thấy lục sắc vân vụ thì sắc mặt vui mừng nói. Hàn Lập cùng Lệnh Hồ lão tổ nghe vậy nhưng mặt lại mang vẻ cổ quái liếc mắt nhìn nhau một cái. Cả hai đều thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Lục vân nọ mặc dù thanh thế to lớn nhưng rõ ràng là bị hắc tử quang mang kỳ lạ nọ ép ở bên dưới. Không biết ma vật gì đang giao thủ cùng Ngụy Vô Nhai mà ngay cả tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không phải là đối thủ. Khí tức kinh người như thế truyền đến khẳng định không phải là Nam Lũng Hầu mới từ nơi này bỏ đi. Bạch Y nữ tử cũng không ngốc, vừa nhìn thấy ánh mắt của Hàn Lập cùng Lệnh Hồ lão tổ thì lập tức hiểu rõ, thần sắc liền trở nên âm trầm. Chúng ta hay là... Nàng ta sau khi do dự một chút thì mở miệng muốn đề nghị nhưng một đạo thần thức âm lãnh đột nhiên đảo qua trên ba người. Bạch Y nữ tử đột nhiên im lặng, mà Hàn Lập trong lòng rùng mình. Lệnh Hồ lão tổ sắc mặt thoạt nhìn càng thêm khó coi. Bây giờ ba người chúng ta cũng bị bên kia chú ý tới. Nếu không chạy ngay thì chỉ sợ không còn cơ hội nữa. Ma vật mới ra tay với chúng ta cũng đã bay về phía đó. Nếu chúng liên thủ đối phó với Ngụy đạo hữu thì sợ rằng Ngụy đạo hữu tu vi có cao thâm đến mấy đi nữa cũng không duy trì được bao lâu. Hai vị có ý định qua trợ giúp Ngụy đạo hữu một tay không hay là chia tay ở đây? Chờ sau khi Ngụy đạo hữu bị đánh bại thì mấy tên ma vật kia sẽ đuổi giết chúng ta, sau đó tất cả chỉ trông chờ vào thiên mệnh. Sau khi trầm mặc một chút, Hàn Lập mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói. Vừa rồi hắn đã dùng thần thức dò xét một chút hắc tử quang mang kỳ lạ nọ, linh khí ba động bên trong thực sự kinh người, thần thức căn bản không cách nào tới được. Điều này làm cho lòng hắn có chút trầm xuống, có thể nói tu sĩ tranh đấu cả hai bên đều có tu vi hơn xa hắn. Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử nghe Hàn Lập nói ra nhưng lời này thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Nói chung hai người vừa mới thoát chết xong thì tự nhiên không có lý do gì mà lại tiếp tục đi liều mạng với ma vật. Nhưng theo như lời Hàn Lập,
Một khi ma vật kiềm chế được Ngụy Vô Nhai thì hai người cũng không chắc đã thoát được. Dù sao giờ phút này mọi người đều đã xâm nhập vào trung tâm nội cốc rồi. Huống hồ vạn nhất Ngụy Vô Nhai không bị mất mạng, sau đó biết được chuyện bọn họ thấy chết không cứu thì thân là tu sĩ cửu quốc minh, bọn họ sau này có thể gặp phiền toái lớn. Hai người bọn họ đều là đại trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông và Hoàng Phong Cốc nên còn có thể mang đến đại họa cho tông môn. Nhưng muốn để cho bọn họ vì môn phái mà liều mình chiến đấu trong bối cảnh không có một tia nắm chắc thì hai người cũng không cam lòng nên vẻ mặt lộ rõ sự do dự. Hàn Lập trong lòng cười lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng nhìn hắc tử quang mang kỳ lạ phía chân trời không nói gì nữa. Trong ba người chúng ta, thần thông Hàn đạo hữu là lớn nhất, không biết đạo hữu định thế nào. Lệnh Hồ lão tổ mày mặt nhăn nhó, trong lòng buồn bực, đột nhiên hỏi ngược Hàn Lập một câu, ta ư, hắc hắc. Hàn Lập không có lập tức trả lời mà chỉ cười cười không nói. Lệnh Hồ lão tổ thấy vậy cười khổ một tiếng, thầm mắng Hàn Lập giả hoạt. Chỉ cần Hàn Lập đề nghị ba người lập tức bỏ chạy thì Ngụy Vô Nhai sau này dù có truy cứu thì hắn cùng nữ tử nọ có thể lấy cớ đổ hết trách nhiệm lên người Hàn Lập. Ngay lúc Lệnh Hồ lão tổ đang có chút xấu hổ thì Hàn Lập đột nhiên kinh ngạc kêu lên, gì, có tu sĩ khác đang đến gần. Bất quá điều này cũng khó trách, âm thanh lớn như thế thì chỉ sợ rằng tất cả các tu sĩ trong phương viên mấy ngàn dặm đều bị thu hút đến đây. Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử nghe vậy cả kinh, vội vàng nhìn theo ánh mắt Hàn Lập. Chỉ thấy bên cạnh chiến đoàn phía xa xa quả nhiên mơ hồ có linh quang chớp động, thật sự là có một nhóm tu sĩ đang bay đến chỗ quang mang kỳ lạ cùng Lục Vân nọ. Tại sao lại là bọn họ? Bọn họ đến chỗ nguy hiểm này làm gì vậy kìa? Hàn Lập sau khi dùng thần thức cẩn thận xem xét thì trong lòng đột nhiên chấn động. Nhóm tu sĩ đang bay đến có ba người, trong đó có hai người hắn biết. Một tu sĩ chính là Thiên Tinh Chân Nhân, người đã từng giao dịch với hắn, sau lưng mang theo hai con ác quỷ khôi lỗi. Nhưng giờ phút này trên người chúng đang có vô số vết thương, có con khôi lỗi chỉ còn lại có một cánh tay, tựa hồ đã trải qua kinh hiểm. Một người còn lại chính là đại trưởng lão Lạc Vân Tông, Ngân Phát lão giả họ Trình, sư huynh của Hàn Lập. Về phần người cuối cùng đi cùng Trình lão giả là một lão giả xa lạ. Người này nguyên bổn tuổi tác rất cao nhưng hắn lại không biết lai lịch chút nào nên cũng có chút ngoài ý muốn. Sau khi thấy rõ những người kia thì sắc mặt Hàn Lập trở nên âm lệ, xem ra bọn họ bị trận đấu kinh người ở phía xa hấp dẫn. Nói không chừng là nghĩ có tu sĩ đang tranh giành dị bảo. Nếu biết nơi này không những không có bảo vật mà ngược lại còn có ma vật cắn nuốt Nguyên Anh thì chắc chắn bọn họ sẽ chạy mất dép. Bởi vì khoảng cách thật sự quá xa, Hàn Lập cho dù dùng truyền âm thuật ngăn cản cũng đã chậm. Nhóm tu sĩ này trong nháy mắt đã tiếp cận khu vực chiến đấu. Chắc bây giờ Ngụy Vô Nhai vô cùng cao hứng vì có mấy người làm quỷ chết thay giúp hắn chia sẻ một chút áp lực, nhưng nhóm Ngân Phát lão giả có thể gặp nguy hiểm. Người khác thì kệ, Hàn Lập sẽ không quản đến, nhưng vị Trình sư huynh này khi còn ở Lạc Vân Tông đối xử với hắn không tệ. Hắn luôn luôn là người ân oán rõ ràng nên chung quy không thể trơ mắt nhìn lão đi chịu chết, xem ra chỉ có thể đi tới một chuyển. Hàn Lập trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, hắn vốn không có ý định lập tức rời đi nhưng cũng không tùy tiện trực tiếp tham gia vào trận đấu giữa cổ ma và Ngụy Vô Nhai mà lặng lẽ xem xét tình hình rồi mới tính. Nếu Ngụy Vô Nhai chỉ hơi rơi xuống hạ phong thì hắn sẽ ra tay tương trợ, cuốn lấy ma hồn kia. Dù sao thân là tu sĩ nhân loại, hắn cũng không muốn chứng kiến yêu vật đại khai sát giới và thôn phệ Nguyên Anh của tu sĩ ở trong cốc. Nhưng nếu Ngụy Vô Nhai có khả năng hoàn toàn thất bại thì hắn cũng không muốn đem tống táng theo mà lập tức tẩu thoát để tự bảo vệ. Việc này chỉ có thể xem như chúng tu sĩ trong cốc gặp phải kiếp nạn, đối thủ khiến cho ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng đại bại, thì hắn cũng không có bản lãnh ngăn cơn sóng dữ, có thể bảo trụ tiểu mệnh của chính mình đã là tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ đám người Ngân Phát lão giả đã tùy tiện bay đến phía chiến đoàn, sắc mặt Hàn Lập biến đổi mấy lần, chỉ có thể cường ngạnh tiếp ứng. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ dùng huyết ảnh độn chạy trốn. Chỉ là lúc thi triển bí thuật này cần phải nhắm chuẩn phương hướng, nếu không sau khi dừng lại mà đụng phải cái khe hở không gian nào thì nguy hiểm không kém. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì Hàn Lập sẽ không sử dụng nó. Sau khi tự đánh giá rõ ràng hết thảy, Hàn Lập đột nhiên quay người lại nhìn Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử đứng một bên lạnh lùng nói, đã có các đạo hữu khác ra tay tương trợ, tại hạ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn ma vật kia cắn nuốt Nguyên Anh của tu sĩ khác. Vô luận hai vị đạo hữu có tham gia hay không thì Hàn Mỗ vẫn cứ đi trước một bước. Chỉ là bây giờ chúng ta cách chiến đoàn gần như thế thì sợ rằng Ngụy đạo hữu sớm đã phát hiện ra hai vị, sau này có gì cũng khó mà ăn nói với Ngụy huynh. Sau khi dùng ngữ khí có 7 phần cảnh cáo, 3 phần uy hiếp xong, Hàn Lập dẫm chân hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay thẳng về phía chiến đoàn. Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử sau khi nghe Hàn Lập nói xong thì sững sờ, nhất thời không biết nói gì. Chỉ trì hoãn một chút thôi mà hắc tử quang mang kỳ lạ nọ cùng lục sắc tranh đấu ngày càng kịch liệt. Giờ phút này chỉ còn cách bọn họ hơn 10 dặm. Với khoảng cách này, nếu Ngụy Vô Nhai cố tình dùng thần thức thoáng đảo qua thì hai người bọn họ thật đúng là không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Mấy câu đó của Hàn Lập cũng không phải muốn đe dọa mà nói như vậy. Đi thôi, Hàn đạo hữu nói không sai, ta thân là tu sĩ nhân loại, việc trừ ma vệ đạo cũng là chuyện nghĩa bất dung từ. Lệnh Hồ lão tổ khóe miệng khẽ mím lại cười khổ nhìn Bạch Y nữ tử nói. Nữ tử này sắc mặt âm trầm,
đồng dạng biết quan hệ lợi hại trong đó nên cũng chỉ có thể khẽ gật đầu một cái. Cũng may có nhiều tu sĩ xuất hiện, cho dù ma vật kia thực sự lợi hại thì việc bảo vệ bản thân cũng không khó. Hai người này mang trong lòng tâm lý cầu may, hóa thành hai đạo hào quang bay tới. Bọn họ không biết phía sau khoảng trăm dặm, vị đại trưởng lão Ngự Linh Tông Đông Môn Đồ đang mang theo ba gã áo xanh chạy tới nơi này. Nguyên bản ngũ hành linh anh chuyển hóa thành tu sĩ nguyên anh kỳ hôm nay chỉ còn lại có ba người. Hai người kia chắc đã chết trong khe hở không gian và cấm chế. Nhưng nét mặt hắn không tỏ vẻ mất mát chút nào, ngược lại còn có chút hưng phấn. Thỉnh thoảng nhìn phía chân trời xa xa nơi đang có linh khí ba động vô cùng kịch liệt. Cho dù hắn cách xa đó hơn trăm dặm cũng cảm ứng được rõ ràng. Hơn phân nửa là các tu sĩ vì dị bảo mà ra tay với nhau. Hắn tự nhiên là muốn đến xem xét liệu có thể thừa nước đục thả câu được không. Ở một chỗ khác, trưởng lão họ Trung của Quỷ Linh Môn cũng mang theo một nhóm đệ tử bay về hướng này, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lần này tiến vào Trụy Ma Cốc mặc dù có sẵn lộ tuyến nhưng trên đường đi vẫn có hai gã đệ tử lọt vào khe hở không gian di động mà hình thần câu diệt. Mà hắn hao tổn thiên tân vạn khổ mới tìm được linh thảo mục tiêu chủ yếu của chuyến đi này, nhưng linh trúc quả đã bị người khác hái mất. Cho dù tu dưỡng của hắn thâm sâu đến mức nào đi nữa cũng thiếu chút nửa thổ máu. Linh trúc quả là mấu chốt để hắn có thể tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, bởi vì dấu vết linh quả bị hái còn rất mới. Ngoài ra do tính chất của nó nên kẻ kia phải lập tức tiến hành luyện đan, cho nên đối phương không thể trốn xa được. Hắn lập tức mang theo đệ tử tìm kiếm chung quanh nhưng đáng tiếc không thu hoạch được gì cả. Đang lúc hắn tức giận, chuẩn bị mang đệ tử theo trở về theo đường cũ thì kết quả đầu tiên là một trận khí lãng đánh tới thiếu chút nữa làm cho toàn bộ môn hạ đệ tử bị diệt. May mắn hắn mang theo một kiện cổ bảo phòng ngự đỉnh cấp nên mới tránh qua được kiếp nạn. Tiếp theo xa xa lại truyền đến linh khí ba động kinh người, điều này làm cho hắn trong lòng khẽ động. Lập tức nhớ tới tu sĩ mới hái linh trúc quả kia nên không nhịn được bay đến. Hàn Lập cũng không có đem Thiên Tuyệt Ma Thi và đám hổ yêu khôi lỗi thu hồi mà ngược lại trên đường đi còn xuất ra thêm mười mấy con cự quy khôi lỗi nữa. Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử đi sau thấy vậy thì trong lòng giật mình nhưng rồi lại yên tâm hơn một chút, vì mặc dù đám khôi lỗi khi đơn đả độc đấu không tính là cái gì nhưng nếu vận dụng xảo diệu được hơn 10 con một lúc thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường thấy cũng phải tạm tránh. Tuy trong lòng an tĩnh nhưng Lệnh Hồ lão tổ cũng nảy lên sự ghen tị. Còn Bạch Y nữ tử thì âm thầm cảm thấy lạnh sống lưng vì cảm giác được thủ đoạn của Hàn Lập tựa hồ vô cùng vô tận, thật sự cao thâm khó lường. Trong nháy mắt Hàn Lập đã bay được khoảng cách hơn 10 dặm, đến bên cạnh khu vực chiến đấu cách đó hơn trăm trượng thì chậm rãi dừng lại, quan sát kỹ càng trận chiến trước mắt. Lúc này hắn mới phát hiện được hắc tử dị mang kỳ thật là vô số ma khí đen nhánh biến thành xúc tu huy vũ không ngừng trong ma quang màu đỏ tím. Còn ở trung tâm của ma khí chính là ma vật. Trên trán của ma vật kia có một cái sừng, mặt mày dữ tợn, giống như ma vật hai đầu bốn tay vừa đào tẩu nhưng thân thể lại không khác người bình thường, thậm chí da tay còn trắng trẻo như ngọc. Lúc này sắc mặt ma vật không chút thay đổi, hai mắt khép hờ, phảng phất còn chưa tỉnh. Nhưng khiến kẻ khác kinh ngạc là rõ ràng môi nó mím chặt nhưng từ trong bụng không ngừng truyền ra tiếng giống như sấm, tựa hồ ma vật đang vô cùng nổi giận nhưng thần tình hết lần này tới lần khác đều không chút biểu tình, cực kỳ đờ đẫn. Ma vật này tuy động tác hai tay vô cùng cứng nhắc, chậm chạp, luôn phát ra từng đoàn hỏa cầu màu đen như mực xuống dưới một cách máy móc nhưng đừng vì thế mà khinh thường. Hỏa cầu tuy không bắt mắt nhưng chỉ cần một cái hỏa cầu lọt vào lục vân phía dưới và bạo liệt thì phóng ra một trận hỏa lãng, sóng lửa màu đen rộng hơn 10 trượng, đánh cho lục vân thất linh bát lạc. Nhưng độc vân của Ngụy Vô Nhai cũng không phải là vật tầm thường, sau khi quay cuồng thì lập tức tiêu diệt hắc diễm, đồng thời huyễn hóa ra vô số cự mãng màu xanh biếc tấn công lên phía trên, vọng tưởng trùng phá không trung, trực tiếp công kích ma vật trong ma quang. Kết quả lục vụ dị mang cùng hắc sắc ma diễm đan xen vào nhau lấp lóe, thỉnh thoảng vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ma vật kia giống như chưa hoàn toàn thức tỉnh hoặc là trên người vẫn bị cấm chế gì đó. Đây chính là một cơ hội tốt. Lệnh Hồ lão tổ bay tới đứng cạnh Hàn Lập, vừa thấy ma vật trên không trung thì đầu tiên là thần sắc biến đổi, theo sau lại vui mừng lẫn sợ hãi nói: "Nếu có thể diệt sát dễ như vậy thì Ngụy đạo hữu đã sớm động thủ rồi, cần gì phải ẩn nặc trong độc vân cực khổ chống đỡ, xem ra trong đó chắc chắn ẩn giấu huyền cơ." Bất quá từ cường độ ma khí thì ma vật trước mắt lợi hại hơn nhiều so với tên Nam Lũng Hầu kia, và giữa hai tên bọn chúng có quan hệ sâu xa với nhau. Hàn Lập đứng một bên lắc đầu tùy ý nói, đồng thời ánh mắt và thần thức không ngừng quét xung quanh. Hắn có chút buồn bực vì Nam Lũng Hầu bị ma hóa kia không biết vì sao lại biến mất vô ảnh vô tung như vậy. Lúc này ánh mắt hắn rơi vào nhóm người Ngân Phát lão giả, thấy bọn họ cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vị Trình sư huynh kia vừa thấy Hàn Lập thì không khỏi vừa mừng vừa sợ. Bất quá không biết hắn lo lắng cái gì nên chỉ đứng xa xa nhìn Hàn Lập khẽ gật đầu một cái và cười cười mà không có ý muốn chạy lại đây. Hàn Lập thấy vậy trong lòng cười khổ một tiếng, chỉ có thể truyền âm nói, Trình huynh, tại sao huynh lại cùng mấy người kia bay đến đây? Ma vật trước mắt cực kỳ nguy hiểm, ngay cả Ngụy Vô Nhai đạo hữu cũng có khả năng không phải là đối thủ. Mặt khác xung quanh còn có thêm một ma vật hai đầu bốn tay lợi hại không kém ma vật ở đây bao nhiêu nữa. Cái gì? Phía dưới là Ngụy Vô Nhai đạo hữu ư? Còn có thêm một ma vật nữa?
Hàn sư đệ sao lại biết rõ ràng như thế? Chẳng lẽ đệ đã giao thủ qua? Ngân Phát lão giả trong lòng cả kinh, môi khẽ mấp máy hỏi, đã thử qua một chút. Ma vật đó mặc dù chưa lộ ra thực lực chân chính nhưng chắc không dưới tu sĩ nguyên anh hậu kỳ là mấy, để phải liên thủ cùng hai vị đạo hữu bên cạnh mới miễn cưỡng ứng phó được. Ngoài ra nó còn có thể cắn nuốt nguyên anh của tu sĩ, hành động nhanh như gió, am hiểu ẩn thân, sư huynh nên cẩn thận. Nếu thực sự muốn động thủ mà nói thì tốt nhất là mấy người chúng ta đồng thời ra tay thì mới ổn thỏa một chút. Hàn Lập vội vã nói ra sự lợi hại của ma để cảnh tỉnh. Huynh biết rồi, huynh sẽ cùng hai vị đạo hữu bên này thương lượng một chút. Ngân Phát lão giả nghe Hàn Lập nói vậy thì sắc mặt trở nên ngưng trọng, trong lòng trầm xuống, vội vàng trả lời. Sau đó chỉ thấy Ngân Phát lão giả quay đầu nhìn Thiên Tinh chân nhân cùng vị tu sĩ xa lạ bên người nói vài câu gì đó, chắc là truyền cáo lời của Hàn Lập. Thiên Tinh chân nhân nọ sớm đã nhận ra Hàn Lập, thấy bên người Hàn Lập có tới 20-30 hồ yêu và cự quy khôi lỗi thì tự nhiên không giấu được vẻ giật mình. Lúc này hắn một mặt nhìn Hàn Lập cười, một mặt nói chuyện cùng Ngân Phát lão giả. Mà vị lão giả mặt đầy nếp nhăn kia vừa nghe tên Hàn Lập thì mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn hắn nhiều lần. Mặc dù lão ta là một vị tu sĩ nguyên anh kỳ ẩn tu nhiều năm không quản đến thế sự nhưng danh tiếng Hàn Lập thật sự quá vang dội, hơn nữa lại là sư đệ hảo hữu của hắn nên trong lòng tự nhiên có chút tò mò, nhưng biểu hiện ra ngoài lại chỉ thản nhiên nhìn Hàn Lập gật đầu. Về phần Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử, mặc dù danh khí không nhỏ nhưng không qua lại với mấy người đối diện, cho nên mặc dù biết Hàn Lập truyền âm nhưng vẫn cứ mặc cho hắn nói chuyện. Đối phó với ma vật đáng sợ thế kia tốt nhất là mọi người đồng loạt động thủ. Lúc này từ trong Lục Vân truyền ra thanh âm trầm thấp khàn khàn của Ngụy Vô Nhai, là Hàn đạo hữu sao? Mấy vị đạo hữu kịp thời đến đây thật sự quá tốt. Yêu ma trước mắt chính là cổ ma xâm lấn nhân giới chúng ta thời thượng cổ, là tử địch của tu sĩ chúng ta, không nghĩ tới trong Trụy Ma Cốc lại phong ấn một tên, trong lúc vô ý bị bọn Vương Môn chủ thả ra. Vương Môn chủ cùng Vương Thiên Cổ đạo hữu đã chết trong vụ nổ khe hở không gian khi nó giải thoát phong ấn. Ta dùng hết thần thông mới có thể may mắn sống sót nhưng nguyên khí đã đại thương, không cách nào ngăn chặn nó được lâu. Cũng may là tu sĩ thượng cổ đã thiết hạ phong ấn trên người nó, trong đó có một tiểu bộ phận vẫn còn tác dụng nên nó đang dùng ma hỏa trong cơ thể để luyện hóa. Mấy vị đạo hữu nhất định phải ngăn cản, nếu không một khi ma công hồi phục, trong Trụy Ma Cốc sẽ không có ai là đối thủ, chư vị chắc chắn sẽ trúng độc thủ. Thanh âm Ngụy Vô Nhai có chút hỗn hển và lo lắng, tựa hồ bị thương không nhẹ, hơn nữa sau khi nói xong thì trong lục vụ đột nhiên quay cuồng. Tiếp theo một bóng người hiện ra, thần sắc hắn trắng bệch, không còn chút máu, hai mắt ảm đạm, không phải Ngụy Vô Nhai thì là ai đây? Hàn Lập vừa nghe được lời này thì chợt hiểu ra nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ không thôi. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ tới để hỗ trợ Ngụy Vô Nhai nhưng không ngờ bản thân lập tức biến thành chủ lực, lần này thật sự phiền toái lớn rồi. Đám người Lệnh Hồ lão tổ cùng Ngân Phát lão giả nghe mấy lời này thì liếc mắt nhìn nhau không biết nói như thế nào cho phải. Ngay cả đại tu sĩ như Ngụy Vô Nhai cũng không phải là đối thủ của ma vật thì bọn họ sợ rằng càng không phải. Nhưng nếu muốn chạy thì Ngụy Vô Nhai lại dùng đại nghĩa áp chế, một khi tin tức đó lộ ra, bọn họ cũng sẽ không còn chỗ đứng tại tu tiên giới Thiên Nam nữa. Dù sao đây cũng không phải là chuyện tu sĩ đánh nhau sống chết, một khi thấy tình thế không ổn liền chạy trước. Mấy vị đạo hữu không cần quá lo lắng, ta đã dùng thần thức dò xét, mọi người chỉ cần ngăn chặn ma vật trong chốc lát thì sẽ có những đạo hữu khác chạy tới. Hơn nữa trước đây không lâu ta đã phát ra một đạo truyền âm phù tới Mộ Lan pháp sĩ. Mộ Lan nhân bọn họ nếu muốn đặt chân tại Thiên Nam thì không thể không đến trợ giúp được. Dường như hơi xấu hổ nên thanh âm Ngụy Vô Nhai cũng trở nên hòa hoãn, cuối cùng nói ra được một tin tức tốt lành. Nghe vậy toàn bộ tu sĩ xung quanh, kể cả Hàn Lập đều thở phào một hơi. Mặc dù không nhất định là đối thủ của ma vật trước mắt nhưng việc trì hoãn một thời gian thì có thể làm được. Nhưng ma vật đầu ma thân người phiêu phủ ở trong ma khí màu đen lại tựa hồ nghe hiểu được mấy lời nói vừa rồi nên hai mắt khẽ mở ra, một luồng hàn mang hiện lên. Đồng thời ma diễm trong tay cũng dừng lại rồi chậm rãi ngẩng đầu đánh giá tình hình xung quanh. Hắc tử lưỡng sắc yêu mang quét qua chỗ nào thì mọi người ở chỗ đó đều cảm thấy lạnh sống lưng, có cảm giác như bị thiên địch nhìn chòng chọc, trong lòng đồng thời trầm xuống một chút. Chỉ có Hàn Lập tu luyện qua đại diễn quyết, thần thức thật sự cường đại, cho nên trong lòng tuy không thấy thoải mái lắm nhưng đồng tử chợt co lại, la mang lóe lên, nhìn đáp trả đối phương. Nếu hắn có chủ tâm né tránh thì sợ rằng sau này trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh. Khi đối mặt với yêu ma này chỉ sợ sẽ bị run tay run chân. Cổ ma đầu quỷ thân người thấy Hàn Lập biểu hiện như thế thì hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt băng hẳn sau khi chuyển một vòng thì lại một lần nữa rơi vào trên người Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập nửa nhắm nửa mở, nhìn ma vật không nói gì. Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử nguyên bản đứng cạnh Hàn Lập nhưng khi bị cổ ma đảo mắt qua thì không tự chủ được tránh ra hai bên vài bước, có chút không chịu nổi thần thức cổ ma ép tới. Những người khác thấy vậy, sau khi biến sắc thì không khỏi có ý đề phòng. Đang lúc này ma vật khoát tay, hắc diễm chớp động hình thành một hỏa cầu màu đen nhanh chóng bành trướng lên, trong nháy mắt đã to cỡ đầu người. Sau đó hắn vung tay, hỏa cầu chợt lóe rồi biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập trong lòng dùng mình nhưng lập tức ngạc nhiên,
bởi vì mục tiêu của hắc sắc hỏa cầu lại không phải là đám người Hàn Lập mà là ở một chỗ không người phía trên. Hỏa cầu nổ tung, hắc sắc ma diễm bao trùm trong phạm vi hơn 10 trượng. Hàn Lập đang lúc kinh ngạc thì trong hắc sắc ma diễm lộ ra một nhân ảnh, đó chính là quái vật hai đầu bốn tay, tử quang trên bốn cánh tay chớp động, đồng loạt huy vũ ngừng tụ ma diễm kia thành hỏa cầu thêm một lần nữa. Theo sau cánh tay hắn đưa lên, cái đầu phía trước đã nuốt chửng hỏa cầu vào bụng, sau đó ngẩng đầu, dương ánh mắt lạnh lùng nhìn ba vật đầu ma thân người phía dưới. Quả nhiên là ngươi, ngươi rút cuộc cũng đã tìm đến. Cổ ma bên dưới thở dài một tiếng, đột nhiên mở miệng nói, lá gan của ngươi thực không nhỏ, dám ra tay với ta, xem ra ngươi đã tự chủ rồi. Năm xưa khi phóng xuất ngươi ra để thôn phệ nguyên thần tên tu sĩ kia, không biết là đúng hay sai. Cái đầu phía trước của Nam Lũng Hầu lộ ra vẻ cười ác độc, khẩu khí bất thiện nói, ta chính là ngươi và ngươi cũng chính là ta. Sau khi tự có ý thức thì vì sao ta còn phải nghe lệnh ngươi? Huống hồ tại thánh giới, chuyện bị phân hồn phản phệ không phải là việc hiếm hoi. Ngươi năm đó khi phóng xuất ta ra ngoài thì phải tính đến khả năng này mới đúng. Cổ ma lạnh lùng nói, không sai, đương nhiên ta có thể đoán trước được vài phần. Chỉ là không nghĩ tới ngươi sau khi thoát ly khống chế lại dẫn nhân loại tu sĩ đi trước một bước, đoạt lấy cơ thể bị phong ấn của ta. Thậm chí vì giải trừ phong ấn còn không ngần ngại thi triển giải thể hóa hình để tạo lại thân thể. Ngươi chẳng lẽ không biết làm như thế thì mặc dù có thể cường hành giải trừ phong ấn nhưng nguyên khí của thân thể sẽ chịu hao tổn rất lớn, tối thiểu cũng mất đi 1/3 tu vi. Ngươi biết việc này có ý nghĩa ra sao không? Sắc mặt của hai cái đầu lâu trên cổ ma hồn trở nên âm lệ, mang theo sát ý truy vấn cổ ma. Hừ, cái gì là thân thể của ngươi? Ta nguyên vốn là một bộ phận nguyên thần của ngươi thì chiếm lấy nó có gì là không được? Huống hồ cho dù thân thể tổn thất 1/3 tu vi nhưng chỉ cần bổn tôn cắn nuốt ngươi xong, đề phòng, tránh né những tên gia hỏa làm con rùa đen rụt đầu ở nhân giới này thì cũng đủ cho ta tung hoành, tiêu dao tự tại rồi. Đến thời điểm thích hợp ta sẽ mở ra thượng cổ thông đạo đi tới thánh giới thêm lần nữa, vì chư vị thánh tổ lập công lớn, nói không chừng cũng có thể trở thành một thành viên trong thánh tổ, tổn thất điểm tu vi ấy thì tính là cái gì? Cổ ma cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ma hồn hai đầu bốn tay nghe xong, biết việc đã đến nước này thì nói cái gì đi nữa cũng vô dụng, nếu lúc đầu tu luyện đệ nhị ma hồn mà bị cắn trả thì trong hai người chỉ có một có thể làm chủ. Người kia nhất định sẽ bị xóa đi thần trí, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Lúc đó nếu không phải hắn bị bức bách đến mức chủ nguyên thần thật sự không cách nào thoát thân khỏi cấm chế thì sao lại mạo hiểm để phân hồn rời đi không quay lại. Hôm nay mặc dù bản thân đã thoát khốn nhưng phân hồn cũng đã xảy ra chuyện. Tuy đối phương đã xâm chiếm ma thể, tu vi thân thể bị ma hóa lâm thời của hắn không thể sánh bằng nhưng năm đó chính hắn mới là chủ nguyên thần, khi phóng xuất phân hồn cũng đã hạ cấm chế. Mặc dù không biết đối phương phá giải được nhiều hay ít nhưng một khi nảy ra tranh đấu thì ai thắng ai thua vẫn là chuyện khó nói. Nghĩ tới đây, một cái đầu của ma hồn đột nhiên quay lại liếc nhìn tu sĩ bốn phía một cái rồi đột nhiên lạnh lùng nói, hai người chúng ta ai thôn với ai? Sau này hắn nói, trước tiên chúng ta phải cắn nuốt nguyên anh của đám tu sĩ xung quanh để tầm bổ một phen đã, sau đó mới tìm một nơi yên tĩnh để giải quyết vấn đề. Ta cũng không muốn những tên kia làm ngư ông đắc lợi. Ngươi không phản đối chứ? Đương nhiên là không, cấm chế còn sót lại trong cơ thể cũng đã bị ta luyện hóa 7/8 phần, dù cho ngươi không xuất thủ thì một mình ta cũng đủ để quét sạch bọn chúng. Cổ ma bình tĩnh nói, sau đó từ hồng yêu mang trong mắt đột nhiên lưu chuyển chói mắt, hai con ngươi trong nháy mắt đã trở nên an tĩnh. Hắc hắc, ngươi cũng không quá khoác lác, trong số những tên kia có một ít khá khó giải quyết đó. Ma hồn cười lạnh một tiếng, mục quang cố ý liếc mắt nhìn Hàn Lập ở bên kia một cái. Cổ ma há mồm, cái lưỡi dài màu tím thò thụt, trên mặt lại lộ ra vẻ không cho là đúng. Mà tất cả tu sĩ sau khi thấy ma vật hai đầu bốn tay hiện thân thì đều cả kinh. Tiếp theo lại nghe hai tên đó nói chuyện với nhau không chút e dè thì nhất thời trợn mắt. Nghe khẩu khí của hai ma vật thì bọn chúng có quan hệ chủ nguyên thần cùng đệ nhị nguyên thần. Hôm nay đệ nhị nguyên thần đạt được sự tự chủ, phản vệ, xâm chiếm thân thể, song phương giống như nước với lửa. Đám người lệnh hồ lão tổ cùng ngân phát lão giả trong lòng vui mừng, tưởng rằng xong mà trước tiên sẽ tranh đấu một phen. Bọn họ có thể đục nước béo cò nhưng không nghĩ tới giọng điệu của hai tên kia đột ngột xoay chuyển, quyết định liên thủ đối phó với tu sĩ nhân loại trước nên không khỏi khiến cho thần sắc mọi người đại biến. Ngụy đạo hữu, phải phiền toái đạo hữu tiếp tục trì hoãn đối thủ, hai người lệnh hồ đạo hữu sẽ hiệp trợ đạo hữu một chút, ta cùng mấy người khác trước tiên đối phó với ma hồn kia, bây giờ chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Hàn Lập tâm niệm khẽ chuyển, chấn định nhìn Ngụy Vô Nhai nói, ta sẽ tận lực, tuy nhiên cấm chế trong cơ thể đối phương đã bị giải trừ không ít, ta không biết có thể kiên trì được bao lâu. Ngụy Vô Nhai nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó lập tức cười khổ, hiểu rõ dụng ý trì hoãn của Hàn Lập. Bây giờ những tu sĩ khác đang trên đường kéo đến nên tự nhiên thời gian kéo dài càng lâu càng tốt. Lệnh hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử hai người nghe Hàn Lập phát ra mệnh lệnh thì cũng không phản đối. Dù sao tu tiên giới lấy thực lực làm chủ, hiện tại tu vi Hàn Lập hơn xa bọn họ, đối sách đưa ra không có chỗ nào không ổn nên hai người tự nhiên không ý kiến gì. Nhưng lúc này song ma lại không cho tu sĩ nhân loại có thời gian thương lượng. Hàn Lập mới nói xong,
Chưa kịp bàn bạc với đám người Ngân Phát lão giả thì Song Ma đã lập tức động thủ. Thân hình cổ ma xoay tròn, ma quang trên người lóe lên, nhất thời cả bầu trời tối sầm lại, hắc tử quang mang bành trướng, nhanh chóng khuếch trương ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt cả bầu trời phụ cận đều bị nhuốm màu sắc yêu dị. Phía trên hắn ma hồn lại không có ý trốn tránh ma quang này, ngược lại hai cái đầu lộ ra vẻ quỷ dị rồi thân hình thoáng một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Vừa thấy tình cảnh như thế, chúng tu sĩ tự nhiên biết đại chiến đã bắt đầu, vô luận ban đầu trong lòng có tâm tư gì nhưng bây giờ bọn họ chỉ còn cách kiên trì đến cùng mà thôi. Lục quang trên người Ngụy Vô Nhai đại thịnh, tiếp theo thân hình lần nữa biến mất trong độc vụ, mà sương mù nguyên bản yên tĩnh lại bắt đầu bành trướng, từ trong bay ra hơn 10 con bích lục độc dao do độc vụ ngưng tụ thành, chúng dương nanh múa vuốt, đánh lên không trung phía trên, tạm thời ngăn chặn ma quang mà không rơi xuống hạ phong. Lệnh Hồ lão tổ cùng Bạch Y nữ tử thấy vậy liền liếc mắt nhìn nhau một cái rồi hóa thành hai đạo hào quang bay đến bên Ngụy Vô Nhai. Bạch Y nữ tử thì lấy ngưng quang bảo kính ra, phóng xuất một đạo ngũ sắc quang trụ thô to, phá giải ma quang trước mắt để bay về phía Ngụy Vô Nhai. Còn Lệnh Hồ lão tổ vì đã mất cổ bảo viên hoàn kia nên chỉ có thể lấy ra ngọc như ý lúc trước đã sử dụng qua để bảo vệ toàn thân, sau đó tế xuất bích lục tiểu ấn hóa thành một đoàn lục hà đánh về phía ma quang, thanh thế cực kỳ kinh người. Trong lòng bọn họ, cho dù Ngụy Vô Nhai bị thương nặng nhưng thân là đại tu sĩ uy trấn thiên nam đã mất trăm năm qua nên tự nhiên ở bên cạnh hắn rõ ràng là yên tâm hơn so với ở bên cạnh Hàn Lập. Tối thiểu phép ẩn hình rất quỷ dị của ma hồn kia hai người bọn họ cũng không có nắm chắc phá được nên không bằng dựa vào độc vụ của Ngụy Vô Nhai che chở đối phó với cổ ma chắc an toàn hơn. Hai người trong nháy mắt đã bay vào trong lục vụ. Ngụy Vô Nhai sớm đã mở ra thông đạo để cho hai người bình yên vô sự tiến vào. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhấn like và đăng ký kênh để xem tập sau nha.